chào anh em cộng đồng bạn chơi cây. Thì hôm nay rảnh rỗi mình có xuống thăm cái triển lãm của anh em câu lạc bộ Sứ Đoài Sơn Tây. Triển lãm diễn ra thì được 4-5 hôm rồi, nhưng mấy hôm trước thì bận không xuống được, và hai đứa trời mưa. Hôm nay nhân thể thời tiết đẹp hôm qua và ghi lại một số hình ảnh những cây của anh em mang đến dự triển lãm của cái khu vườn này là Sứ Đoài. Dạ vâng. Trước mắt các bạn đây là một cây si, cây si cổ rất là dài. Đấy, ngày xưa của anh Tình có được 35 ở đây, số điện thoại bố từ năm 78 rồi. Cây si già hai thân thì mới còn làm, ở đây đúng là kỹ. Đấy, anh em nói chủ nhân báo giá là cây này xấp xỉ 1 tỷ. Nhưng mà chính để vu vơ này còn đâu. Là sẽ xin phép mình quay một số những cây cái cuộc triển lãm này để anh em. Đây cho các bạn đây. Cây du rất là già. Ba cây du của bạn nhé. Ba cây du. Mình cũng xa xa được đấy. Ba cây du. Đây là những cây trà. Và năm nay, đặc biệt là vùng cuối năm nay thì cũng có những cái cuộc triển lãm trà nho nhỏ và đang khôi phục lại cái phong trào chơi trà. Cây ổi. Một cây xanh của nghệ nhân bôn cây, số điện thoại này. Cốt xanh rất là quý. Trong kia là cái vườn phôi của anh, vườn phôi của anh Duy và một số anh em ở Sơn Tây. Cây ráng huyền của nghệ nhân Duy Khoai Châu. Các bạn là một con long lùn đấy. Này thời tiết thì nó cũng không được đẹp lắm, và hình ảnh qua video thì nó cũng không được sắc nét. Một con long lùn rất là già. Nằm ở trên cái bể cổ giả cổ. Tác phẩm của vợ chồng anh Hùng Siếc, nhà vườn Hùng Siếc. Đến với triển lãm lần này thì chị Lan Anh, tức là vợ của anh Hùng, mang đến một số các tác phẩm nhỏ nhỏ, to nhỏ và những cây có giá trị. Cây si, bà vai, cây đa. Đây cũng là một tác phẩm huyền rất là đẹp. Cái cây này thì khi thu vào ống kính thì nó là hình ảnh 2D, nó không phải 3D, cho nên là nó không thể hiện được hết những cái đường nét, đường cung chạy của cây. Tác phẩm này đang được báo giá gần 500 triệu các bạn nhé. Sáng mai con xe lên cổ cái vào thành đấy.
rất đẹp. Đẹp à? Mới lên à? Anh đang đi quay tí, mấy hôm trước xuống uống rượu chưa quay được, hôm nay mới quay. Cái xanh của ai Hùng Đan Phượng song thân. Xin phép được đi lướt lướt những cái cốt này. Cốt xanh rất là phê. Toàn là những cái đồ già khô, đồ rất là tương lai, cắt giật, cái điện cắt giật, phổi xanh giá trị. Phổi xanh không có tên nghệ nhân nhưng mà có số điện thoại các bạn ấy. Xanh dáng làng ngon luôn à, anh Tết vẫn bình thường em vẫn chưa có Tết thì mới mua cái nào của... thôi anh đang gọi là con ấy mày à. Một phôi nhiều đầu. Anh em câu lạc bộ Sứ Đoài thì cũng mang đến triển lãm rất là nhiều cây đẹp các bạn nhé, toàn phôi già có giá trị. Một phôi nhiều đầu của anh Mạnh. Cây của Duy Khoái Châu, cây huyền. Minh chuyển à? Phôi rất là già đẹp. Phôi xì của anh Vy Đen. Phôi xì khục. Đặc biệt có cây mộc này. Cây mộc của anh Hùng Đan Phượng. Loạt những cái dàn bonsai mini. Anh Duy, cây của Duy thứ ba ấy. Nốt ngày hôm nay, ngày mai là chuyển cây ra ngoài kia anh. Điệp mang lên nhiều cây không Điệp ơi? Mấy cây mộc của Điệp ngoài kia. Chủ yếu mộc thôi. Anh thấy mấy cây mộc đẹp không biết cây của chú. Chú Tuấn ơi.
cái hú sữa cốt chậu rất là già. Cái hú sữa này thấy anh em báo giá tiền trăm này. Cột chậu rất già. Không như cái hú sữa ở đâu ngoài. Cái già cốt chậu. Cốt xì nhiều đầu đấy. Của anh Chu Huấn, câu lạc bộ cây cảnh Vĩnh Tường. Cốt xì đường đại nhiều đầu. Đang là mốt của anh em tìm kiếm đấy. Nhìn quen quen là cây của Hy thật. Cây hoa giấy. Một số cây của anh em câu lạc bộ Phủ Quả mang xuống đây. À, những cái cây này mình xin phép đi lướt lướt nhé các bạn nhé. Cây đặc sắc thì mình đã dừng lại mình quay. Cốt xì. À, mình đến cũng muộn, tầm này anh em cũng nghỉ ngơi hết rồi. Ai nữa là cũng giao lưu một số cây động vãn vãn này các bạn. Ôi, phù huyền đẹp quá. Đục rất là đẹp. Giá huyền của anh Dũng Tê Lỗ. Cốt xì nhiều đầu của anh Dũng Tê Lỗ. Xanh đùn lực. Rất nhiều những cái phôi già đẹp nhé của anh em mang đến với triển lãm. Được già vàng ươm. Một cốt nhiều đầu của tám hữu bằng. Con của em thì nó già, con đấy nó non. Và cái gì là chuột.
Nam Điền, Ba Thân đang được hoàn thiện khoảng 80-90% này. Thời lượng video tương đối rất dài, mình xin được kết thúc cái video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn các clip tiếp theo.